Xin chào, hôm nay mình sẽ show cái quá trình mình rút tiền trên con app Zenithmon này. Thì đường link app mình có để ở bên dưới phần mô tả video. Do đích thân mình chơi và test thử cho các bạn, và mình đã quay lại như các bạn có thể thấy trên màn hình, để các bạn chơi có thể tự tin mà đầu tư kiếm thêm lợi nhuận trên con app này. Thì nó là một con app mới ra vào ngày 25 tháng 4 đây thôi. Thì ngày hôm kia do app mới ra cho nên là cũng gặp một số vấn đề về cập nhật, nhưng đến thời điểm hiện tại thì khá ok rồi. Bây giờ mình chọn rút tiền và nhập số tiền mình cần rút. Thì miếng rút nó là 300k. Thì tài khoản mình cũng vừa đủ 300k nên mình sẽ rút hết tất cả luôn. Và thì các bạn lưu ý là khi mình rút tiền đó thì mình cần điền cái thông tin tài khoản ngân hàng của mình trước. Thì mình điền tên của mình và số tài khoản cho chính xác nha. Và sau đó là mình chọn rút tiền. Thì cái thời gian rút ở đây của mình nó ghi là ngày 28 tháng 4 vào lúc 14 giờ 43 phút. Thì mình sẽ xem là mình thực hiện lệnh rút này là khi nào nó về tài khoản ngân hàng của mình nha các bạn. Thông thường thì cái app này nó nói đó, lệnh rút tiền nó sẽ xử lý cho mình trong vòng 1 đến 2 ngày, trừ thứ bảy chủ nhật nha các bạn, và các ngày lễ. Thì các bạn tránh những ngày đó ra để các bạn thực hiện lệnh rút tiền, nó có thể về tài khoản mình không có bị chậm trễ nha. Thì đây thì mình đã nhận được tin nhắn của ngân hàng là tiền đã vào tài khoản của mình. Và mình vào tin nhắn điện thoại mình kiểm tra thì vào ngày 29 tháng 4 vào lúc 17 giờ 57 phút. Thì trong vòng khoảng 24 tiếng chút xíu là mình đã nhận được tiền nha các bạn. Và phí hoa hồng của nó là 18%. Và mình đã rút 300k và nó trừ phí hoa hồng của mình là mình còn 246.000. Thì phí hoa hồng rút của nó thì hơi cao nha các bạn. Bù lại thì có hoa hồng giới thiệu của mình cao nè. Và mình lên các gói T cao á thì mình có đến tận cái 5 cấp hoa hồng luôn. Nó cho mình đến 5 cấp hoa hồng mình giới thiệu luôn. Đó. Và các gói thưởng của nó cũng hấp dẫn nữa. Thì cái con này đó, mình thấy hiện tại là mình test rút và mình tất cả mọi thứ là rất ok. Thì các bạn có thể tham gia, thì các bạn muốn đầu tư thì các bạn đầu tư ha. Ngoài ra thì con app này cũng hỗ trợ cho mình chơi free luôn. Con này thì các bạn nếu muốn đầu tư thì mình khuyên các bạn là chỉ nên đầu tư trong vòng 2 đến 3 tuần thôi. Và tranh thủ rút sớm nha, không nên lưu luyến quá lâu. Vì các bạn chơi app thường thì các bạn cũng biết rồi đó. Bây giờ tuổi thọ các con app thì trung bình trong vòng 1 tháng đổ lại thôi. Đối với chơi app thì cái quan trọng nhất là các bạn phải giới thiệu cho bạn bè bằng đường link giới thiệu của bạn ở trong app. Thì sẽ nhận được nhiều tiền thưởng và được tăng phần trăm hoa hồng rất là nhiều. Với các thể loại app này á, thì mình chỉ cần là mình quăng link lên các hội nhóm ở Zalo, hội nhóm ở Facebook. Các bạn ghi một cái cáp gì đó thu hút lên thì kiếm rep rất là dễ thôi. Hoặc có thể các bạn có thể quay clip mà các bạn up lên YouTube như mình. Đó thì tất cả những cái gì mà chia sẻ thật lòng nhất của mình gửi đến các bạn. Thì các bạn hãy bấm đăng ký, nhấn chuông để không bỏ lỡ video mới nhất của mình. Xin cảm ơn, bye bye, hẹn gặp lại ở video sau nha.